Chú anh chị xem kênh à. Hôm nay em cho chú anh chị chiêm ngắm và trái hồng về tay của chú anh chị à, mà bản nó bè dạ nơi dẹp của chú anh chị mà tái rất là to bự luôn của chú anh chị. Nó cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Dạ đó chính là hồng sô cô la không hạt của chú anh chị. Đó, nhiều của chú anh chị trong cái giới hồng thì gọi là mắt dân tê không hạt của chú anh chị. À, dòng này dòng của Indo của chú anh chị. À, tái rất là to bự của chú anh chị. Dạ một cặp này thì nó còn lớn nữa nè chú anh chị, cặp này ước lượng này khoảng tầm 1 kg rồi đó của chú anh chị, nó rất là bự của chú anh chị. À, hồng mắt trên tay thì tầm có 3 trái là 1 kg là chuyện bình thường nha chú anh chị. Dạ có những cá bạch kỳ 2 trái 1 kg, có cái thì có 8 9 tầm gà 1 kg luôn một trái của chú anh chị. Nhỏ cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Dạ à, đây đó. À, cây này vỏn vẹn là trồng được 2 năm của chú anh chị. Đó cho chú anh chị chiêm ngắm. Dạ cây này được tọa lạc ở miền Tây sông nước của em của chú anh chị. À, còn của chú anh chị miền Bắc miền Trung đều vẫn trồng cho tái bình thường của chú anh chị. Đó vì cây này cây hồng sô cô la này hiện ra hoa lưỡng tính của chú anh chị, tự ra hoa đậu tái. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cái tái này của chú anh chị. Đó, rất to là bự luôn của chú anh chị ơi. Đó dạ đây cái lá này của chú anh chị. Dạ thấy không ạ, cái bản lá nó sẽ khác cái hàng Luca. Đó, bên này mình gọi lụ cò của chú anh chị. Hồng sô cô la siêu tái cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em. Ừ. Nhiều của chú anh chị hỏi ăn thì như sao. Dạ, thì họ đã nói hồng sô cô la thì nó có màu đen thì như sô cô la vậy của chú anh chị. Có thể là của chú anh chị ăn tươi, ăn tươi thì nó ngọt hay nhẹ. Đó, còn của chú anh chị miễn mà ăn dầm đá đồ thì của chú anh chị thêm miếng đường và miếng sữa nó thì cực kỳ ngon. Hoặc là của chú anh chị để trong tủ lạnh ăn thì như thật của chú anh chị. Đó. Cho chú anh chị như hỏi sô cô la vậy đó. Đó miễn mà cái màu tái của chú anh chị nó chuyển qua vàng và cái những cái tay này là của chú anh chị nó dảnh lên nó chuyển vàng thì chúc mừng là sắp chín. Dạ còn bây giờ thì chưa của chú anh chị. Đó. Cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em nha. Dạ rất tầm rất phát triển ở miền Tây. Dạ và những cái vùng khác nữa của chú anh chị, còn của chú anh chị mà miền Bắc miền Trung thì còn phát triển còn vượt trội hơn nữa. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm. Dạ nó đi theo cây đọt. Dạ cây đọt là một đồ nè chú anh chị thấy không ạ. Nó dạ cây đọt thì nó đi theo mầm hoa cho mình nè. Đây đó đi theo cây đọt đó, chú anh chị thấy không ạ. Đó, từ lúc mà nó bắt đầu nó đậu tái xong rồi nó ra ăn cơi nữa, bắt đầu nó cái tái kia nó mới gần chín chú anh chị. Dạ đây cho chú anh chị chiêm ngắm. Dạ nó đi theo cây đọt, hình ra có đọt non thì nó đi theo những cái bông chùm bông của chú anh chị. Nó chú anh chị theo mà đó. Đây đó. Rất là dễ trồng dễ chăm của chú anh chị. Dạ. Sau bệnh hại thì bên em thì chưa thấy cái ghi nhận cái gì mà nó gọi là nó phá hoại mà năm nay là mắt trắng của chú anh chị. Nó nằm ở tầm là dạng bị bệnh nổ lá và bị con trùng cắn phá, bị đốm đốm như thôi của chú anh chị. Vì cái dòng cây này thì cực kỳ là kháng sâu bệnh luôn chú anh chị. Dạ mới du nhập nữa thành ra nó không có nguồn lây đó. Rất đáng để sưu tầm chú anh chị. Trời ơi nhìn thấy ghiền luôn chú anh chị ơi. Dạ mắt trên tay không mà tái rất là to luôn chú anh chị, cái bàn tay em để vô không xi nhê vậy nè. Dạ nó em sợ em xay 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 nó rụng thì nó uổng. Cho chú anh chị chim ngắm cùng em rất là bự. Đó. Cho chú anh chị coi. Đó. Chim ngắm cùng em nha. Đó, con cho chú anh chị có cái động lực để trồng. Đó. Đó. Có thể là mình trồng chậu nha, trồng chậu thì cũng vẫn cho tái bình thường. Nhưng mà nó xuống đất thì nó đủ sức ăn đó chú anh chị, thì tái nó to bự hơn ở trồng chậu chứ không gì hết. Đó. Rồi, cần cái giống hồng sô cô la không hạn thì xin liên hệ bên em. Đó. Của chú anh chị thấy không? Nó hoành gốc hai năm mà nó cũng lâu cũng bự không được của chú vậy không ạ. Nó lớn hơn nè, nó tầm cái 2 mấy à. Nó quay thực tế, nó thực tế cho chú anh chị dễ hình dung giùm em. Nó cho chú anh chị chim ngắm đó. Rồi cần cái giống hồng sô cô la không hạt của hồng Luca Luca xin liên hệ với em. Dạ mẫu tái nó sẽ khác nhau. Dạ. Đó, cho chú anh chị có cái nhìn rõ nét nhất.
thông quan học hỏi. Dạ, tại bên em cung cấp cây giống cho chú anh chị là lấy bo từ từ những cái cây đang mang trái như vậy ghép lên thì nó mới nhanh cho mình quả. Dạ, thì nói mà hồng sô cô la mà không hạt các chú anh chị, ví dụ như là 10 tái đi là 10 tái nó không hạt hết là không đúng, tại nhầm khi có đôi tái nó có hạt lép nha chú anh chị, nó có hạt lép hoặc là nó hạt ít, chứ mà trẻ ra 100% là tái nào cũng không hạt là không đúng. Dạ, không có nhà vườn này đảm bảo cho chú anh chị là 100% mà hồng sô cô la mà trẻ ra là nó đều không hạt nha chú anh chị, đó là những điều lưu ý. Nhưng mà nhìn bản tái nào chú anh chị là thấy là nhìn là khác biệt hoàn toàn với những cái dòng khác đó, những điều bên em xin lưu ý đó, là những cái bản trái nè và cái độ to nó là của chú anh chị thấy là nó khác những cái dòng khác liền. Dạ, dạ. Nó cho chú anh chị coi những cái bản trái của bên dòng khác thì nó no nút hơn. Dạ, nó không có bản dẹp như vậy đó. Cái này là như được của chú anh chị hình dung mình em là như cái bánh 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 cam ở ngoài chợ vậy đó. Đó, nó giờ nè nó rồi. Rồi cần cái giống hồng sô cô la không hạt xin liên hệ bên em chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, cho chú anh chị có nhìn ngõ nét nhất về cây hồng sô cô la. Dạ, trồng rất thành công ở miền Tây. Dạ.